Với cái tầm giá này, ai dám dũng cảm bỏ ra để mua Xiaomi 12 Pro? Hãy để lại comment cho mình biết. Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinfastlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn trở lại với một video so sánh điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay khi soạn câu hỏi cho số tư vấn điện thoại vào buổi tối, mình có nhận được câu hỏi đến từ bạn Thanh Phan. Câu hỏi này mình nghĩ mình sẽ cần nhiều thời gian để trả lời hơn. Câu hỏi của bạn có nội dung như sau: Xiaomi 12 Pro mà giá 28 triệu thì làm sao mà đấu lại được với iPhone 13 Pro Max hoặc là iPhone 13 Pro? Anh Dương thử so sánh xem như thế nào ạ. Em cần một lời đánh giá chi tiết từ anh trước khi đưa ra quyết định chọn mua. Rồi, thế thì rất là may mắn ngày hôm nay mình đã có ở trên tay hai cái sản phẩm mà bạn yêu cầu so sánh. Nhưng mà mình nói thật, kể cả sau khi mình có so sánh xong cái video này thì mình nói luôn, quan điểm của mình đấy là nếu lựa chọn mua thì mình sẽ lựa chọn iPhone 13 Pro Max hoặc là iPhone 13 Pro. Không phải là vì Xiaomi 12 Pro nó không tốt hay là nó có điểm gì thua thiệt quá nhiều, mà chỉ vì đơn giản là với cái tầm giá cao như này thì lúc đó mình ưu tiên tính thương hiệu hơn. Đấy. Nhưng mình đứng dưới góc độ là một người review thì mình vẫn phải so sánh hai sản phẩm này với nhau, bởi vì trong quá trình mà mình sử dụng cái Xiaomi 12 Pro này có một số điểm nó hơn so với cả iPhone 13 Pro Max đấy. Rồi, thế thì những điểm đó là gì nhá? Đầu tiên, rõ ràng rồi, sẽ là hộp phụ kiện thì mình sẽ lựa chọn ngay và luôn Xiaomi 12 Pro, bởi vì cái hộp phụ kiện của nó vô cùng đầy đủ. Nó sẽ có ốp lưng, có một cái sạc siêu nhanh, đấy là sạc 120W. Và theo công bố của nhà xuất chỉ mất có khoảng vài chục phút là sạc đầy pin rồi. Cái điều mà iPhone 13 Pro Max có mơ ở thời điểm hiện tại cũng không có. iPhone 13 Pro Max thì hộp phụ kiện có cũng như không. Đấy, bởi vì trong hộp thì chỉ có mỗi cái cáp là cái quý giá nhất thôi, còn lại thì củ sạc cũng không có, ốp lưng cũng không có luôn. Và với việc là hỗ trợ sạc 27W là tối đa thì sản phẩm này phải mất tới 1,5 tiếng để sạc đầy pin. Trong khi đó thì bạn thấy đấy, cái này chỉ mất có 20 phút để mà sạc đầy pin thôi. Và đấy là cái sự chênh lệch rất là lớn về sạc giữa hai cái chiếc điện thoại này. Đấy, vậy nên là nói gì nói, về phần hộp phụ kiện thì mình sẽ lựa chọn Xiaomi 12 Pro. Đấy là còn chưa kể là Xiaomi 12 Pro nó lại còn có cả một cái miếng dán màn hình có sẵn ở bên ngoài như này. Nghĩa là chúng ta mua về là chúng ta chỉ việc sử dụng luôn mà không cần phải lăn tăn nghĩ đến việc là có cần phải mua thêm phụ kiện nữa hay không. Còn khi các bạn mua iPhone 13 Pro Max ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ mua thêm phụ kiện đấy. Mình nghĩ là 10 người chắc là 9 người sẽ mua thêm phụ kiện. Chúng ta sẽ mua thêm đầy đủ bộ áo giáp cho nó, có thể là ốp lưng, có thể là cường lực. Nếu mà dán trực tiếp tại cửa hàng thì giá rất là cao, còn đi ra ngoài bên ngoài dán thì chúng ta lại phải đi thêm một cái quãng đường cũng tương đối xa nữa, đúng nào. Vậy nên là mình nghĩ là cái đó cũng là cái mà chúng ta cần phải cân nhắc. Rồi, tiếp tục nào, chúng ta sẽ nói về phần thiết kế thì sao? Thiết kế đẹp hay là xấu tùy thuộc vào mắt mỗi người. Mình chưa bao giờ thấy thiết kế của iPhone là đẹp cả. Nếu mà mình thấy là cái thiết kế nó thuận mắt hơn thì mình sẽ lựa chọn thiết kế của Xiaomi 12 Pro đấy. Bởi vì là thiết kế màn hình cong này, rồi là cảm giác cầm nắm nó rất là thoải mái. Nhưng về cái độ nhận diện thương hiệu và về cái độ sang chảnh mà chúng ta hay nói thì iPhone 13 Pro Max nó sẽ hơn. Đấy. Ở đây thì mình nói là 13 Pro hay 13 Pro Max bởi vì là nó cũng rất là giống nhau thôi nhé, về cái form thiết kế nhé. 13 Pro Max sẽ hơn so với cả cái Xiaomi 12 Pro này. Đó. Còn lại thì thiết kế thì mình thấy là chả có con nào gọi là thiết kế khiến cho mình thích cả. Nhưng mà về cảm giác cầm nắm thì Xiaomi 12 Pro chắc chắn là sẽ tốt hơn iPhone 13 Pro Max về cảm giác cầm nắm. Cầm nắm ở trên iPhone 13 Pro Max nó rất là cấn tay luôn. Đấy, thì đấy là cái điểm mà mình không thích. Còn lại thì nếu mà các bạn so sánh tỉ mỉ từng cái đường nét ở trên hai cái chiếc điện thoại này thì các bạn có thể nhìn thấy này, những cái lỗ loa ở trên cái Xiaomi 12 Pro nó đục rất là tỉ mỉ luôn. Đấy, kể cả những đường cong hay là những cái đường mà nó vát ở phía cạnh này nó làm rất là ngon đấy. Còn hơi đáng tiếc đấy là Xiaomi 12 Pro mặc dù là một chiếc điện thoại cao cấp của Xiaomi nhưng lại không được trang bị khả năng kháng nước kháng bụi. Và tất nhiên đối với một chiếc điện thoại không có khả năng kháng nước kháng bụi thì mức độ hoàn thiện của nó sẽ không thể tốt bằng một cái sản phẩm mà có tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi IP68 giống như iPhone 13 Pro Max được, đúng không ạ? Đấy, vậy nên là cái đó cũng là cái mà ta cần phải đi đến. Nhưng mà nói gì nói, nếu mà đã bỏ ra một cái số tiền lớn như này, mình nghĩ là cũng nhiều người ta quan tâm tới cái độ nhận diện thương hiệu đấy. Thì lúc đấy thì iPhone 13 Pro Max lại có cái lợi thế hơn. Về phần màn hình thì sao? Màn hình ấy thì mình sẽ lựa chọn Xiaomi 12 Pro về màn hình. Cả hai cái chiếc điện thoại này thì đều có màn hình 120Hz cả, và tấm nền của cả hai chiếc điện thoại này đều rất là tốt. Đấy, tuy nhiên mình lựa chọn Xiaomi 12 Pro bởi vì thứ nhất đấy là cái độ phân giải của nó cao hơn. Đấy là 1440p chứ không phải là 1284p. Tất nhiên nó sẽ cho một cái mật độ điều hành cao hơn rất là nhiều, đấy là 521 ppi thay vì 458 ppi, độ sắc nét cũng là nhìn hơn, tần số quét của cả hai dòng đều là 120 Hz cả thôi. Nhưng mà kết hợp thêm cái hiệu ứng thị giác ở trên cái màn hình cong này nữa này, và cái phần nốt ruồi này nó chiếm dụng diện tích ít hơn so với cái phần tai thỏ to đùng như này, nên thành ra là về phần màn hình thì mình sẽ lựa chọn Xiaomi 12 Pro. Còn tất nhiên màn hình của iPhone 13 Pro Max vẫn là một màn hình cực kỳ ngon đấy nhá, chứ không phải là màn hình này mình đánh giá không ngon đâu nhá. Màn hình này vẫn cực kỳ ngon đấy, nhưng mà về độ chi tiết, về cái độ chiếm dụng diện tích ở bên trong màn hình và về cái độ cong thì chắc chắn là không thể bằng được Xiaomi 12 Pro được rồi. Và tất nhiên cái cảm giác vuốt chạm ở trên Xiaomi 12 Pro thì nó cũng sẽ đỡ bị cấn tay hơn so với iPhone 13 Pro Max. iPhone 13 Pro Max chúng ta vuốt vào từ các cái cạnh này rất là cấn tay này. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ nói về phần hiệu năng thì sao? Hiệu năng thì Xiaomi 12 Pro được tối ưu không tốt, mặc dù là chạy con chip Snapdragon 8 Gen 1 rất là mạnh mẽ, có thể coi là con chip đầu bảng của Qualcomm năm nay. Nhưng con chip này thì bị một cái phốt, đấy là nó bị phốt là nóng. Nên là không chỉ riêng gì Xiaomi đâu, mà rất nhiều hãng họ bóp hiệu năng của cái chiếc điện thoại này, của cái con chip Snapdragon 8 Gen 1 này. Điển hình là ngoài Xiaomi ra thì chúng ta sẽ còn có Samsung. Đấy, mình chỉ thấy là một số hãng nó không bóp, ví dụ như là Realme thì là không bóp này, hay là những cái gaming phone thì hiển nhiên là không bóp rồi, Red Magic 7 mà bọn mình test game là không bóp một tí nào. Nhưng mà đánh đổi lại thì nó sẽ khá là nóng, đấy chúng ta phải để ý đến cái điều đấy. Thì cái Xiaomi 12 Pro thể hiện hiệu năng là không tốt, còn iPhone 13 Pro Max thể hiện một hiệu năng nhỉnh hơn rất là nhiều so với Xiaomi 12 Pro. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Đấy là với cùng một cái tầm giá bỏ ra, ví dụ như là Xiaomi 12 Pro ở Việt Nam thì phiên bản bộ nhớ trong đang bán ra là 256GB, gấp đôi so với bộ nhớ trong tối thiểu của iPhone 13 Pro Max hay là iPhone 13 Pro. Đấy, vậy nên là đây cũng là cái điểm mà chúng ta cần phải ý tới nhé. Xiaomi sẽ có lợi thế hơn về bộ nhớ trong, còn iPhone thì sẽ có lợi thế hơn về phần con chip và về thần trải nghiệm game, nghĩa các thứ là tốt hơn, chơi game tốt hơn. Về phần camera thì không cần phải chụp làm gì, nó mất thời gian ra. iPhone 13 Pro Max sẽ là cái điện thoại có phần camera nhỉnh hơn, cả về quay video lẫn thu âm các thứ nữa. Và về pin thì mặc dù có dung lượng pin là lớn hơn đấy, nhưng mà pin 4600 của Xiaomi 12 Pro thì không đủ tuổi để so lại với pin 4352 mAh của iPhone 13 Pro Max. Chỉ có điều đấy là nó có một cái sạc siêu nhanh, đấy là sạc 120W thì nó sẽ gỡ gạc lại cho chúng ta cái điều đó. Về âm thanh thì cả hai chiếc điện thoại này đều có loa ngoài là loa kép, và loa ngoài của hai chiếc điện thoại này đều nghe khá tốt. Tuy nhiên nghe nhỉnh hơn sẽ là loa Harman Kardon ở trên Xiaomi 12 Pro. Các bạn sẽ trải nghiệm cái loa này, các bạn sẽ cảm thấy rất là thú vị đấy. Và nó các cái lỗ loa này thì nó đặt đối xứng với nhau luôn, nó không bị theo kiểu là một bên to một bên bé. Đấy, và mình cảm thấy cái điều đấy là cái điều mà khiến cho mình hài lòng. Còn về các yếu tố khác, ví dụ như là về kháng nước kháng bụi thì mình đã nói rồi, 13 Pro Max có, còn Xiaomi 12 Pro không có. Về nhận diện sinh trắc học thì Xiaomi 12 Pro có vân tay bên trong màn hình, còn 13 Pro Max có nhận diện khuôn mặt 3D, thì không biết các bạn sẽ cần cái nào hơn. Còn về thương hiệu này, rõ ràng rồi, iPhone sẽ là thương hiệu tốt hơn so với Xiaomi rồi, đúng nào. Và cái thương hiệu đó sẽ giúp cho các bạn gì? Có được một chiếc điện thoại nó mua đi bán lại dễ dàng hơn, sửa chữa dễ dàng hơn, giữ giá hơn là cái chắc. Vì Xiaomi mà đã định giá cao nhưng 20 mấy triệu này thì tụt giá nhanh lắm. Nó sẽ có nhiều ốp lưng, nhiều phụ kiện các thứ đi kèm hơn, đấy, kiểu như thế. Và tất nhiên rồi, kể cả về cái vấn đề hệ điều hành thì iOS nó mình đánh giá là ổn định hơn so với MIUI, chắc chắn. Nhiều bạn nói rằng iOS không ổn định cái thứ, nhưng mà đấy chỉ là đối với những phiên bản beta thôi. Còn đối với những phiên bản thường mình sử dụng có vấn đề gì đâu, đúng không ạ? Thêm các yếu tố nữa, ví dụ sóng sánh nghe gọi thì cũng tương đối là xem với nhau. Đấy. Vậy là trong hai cái dòng này thì mình cũng đã so sánh rất là chi tiết hai dòng với nhau rồi, nhưng mà mình nghĩ là đưa ra quyết định chọn mua thì phần lớn chúng ta sẽ lựa chọn iPhone 13 Pro Max đấy. Bởi vì quan trọng là với cái tầm giá này, ai dám dũng cảm bỏ ra để mua Xiaomi 12 Pro? Hãy để lại comment cho mình biết. Nếu các bạn mua thì các bạn là người dũng cảm. Còn tất nhiên mình không nói là đây là một sản phẩm không tốt đâu nhá. Đây là một sản phẩm tốt, Xiaomi 12 Pro là một sản phẩm tốt, mình xin nhắc lại cái điều đó. Không nhiều khi các bạn anti-fan các bạn lại bảo là u rồi, ông Dương Dê lại dìm như này các bạn, không phải đâu. Đấy, đây là một sản phẩm tốt, nhưng các bạn có dám dũng cảm để lựa chọn nó hay không thì hãy để lại comment cho mình biết. Hay là các bạn sẽ lựa chọn những sự lựa chọn an toàn hơn nhiều là iPhone 13 Pro hoặc là iPhone 13 Pro Max. Hiện tại thì mình có tham khảo tại website của Clickbuy thì iPhone 13 Pro Max đang được bán với mức giá là 28.890.000 đồng. Còn iPhone 13 Pro thì đang có mức giá là 26.790, nghĩa là cái mức giá của cái Xiaomi 12 Pro này nó nằm giữa iPhone 13 Pro với 13 Pro Max. Đấy, tuy nhiên là khi các bạn mua cái sản phẩm này thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều quà, và như mình được biết thì giá nó chỉ loanh quanh tổng 25 triệu thôi, trên dưới 25 triệu, nghĩa là nó sẽ rẻ hơn cả iPhone 13 Pro đấy. Vậy nên là sẽ có một lý do nữa khiến chúng ta có thể mua sản phẩm này, đấy là vì giá nó rẻ hơn rất nhiều và chúng ta có thể tiết kiệm được tiền hơn, chỉ thế thôi. Đấy, hiện tại thì Clickbuy chưa có giá chi tiết đâu. Thì nếu mà anh em muốn biết được giá chính xác thì có thể kích vào đường link mình đã để phía dưới phần ghim comment, xong sau đó liên hệ trực tiếp đến Clickbuy để có được mức giá tốt nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.